Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ai, cuối cùng cũng làm việc xong rồi. À, trời ơi, khỏe rồi. Mấy bạn ơi, mấy bạn biết không, dạo gần đây Phong rất là chăm chỉ quay video cho bạn fan xem luôn á bạn ơi. Nếu những bạn nào để ý ha, thì mấy ngày nay nè, Phong cần ra clip liên tục luôn. Mấy bạn có thấy thích những video của Phong hay không thì nhớ bình luận cho Phong biết nha. Mà bạn biết tại sao Phong lại có thể gọi là ra clip liên tục cho bạn xem không? Là bởi vì sao? Là bởi vì Phong có một bí quyết bí mật nha bạn nha. Và bây giờ Phong sẽ bật mí cho mấy bạn ngay lập tức nè. Mấy bạn biết vì sao không? Là mỗi khi mà Phong chuẩn bị làm việc các bạn thì Phong sẽ mở tủ lạnh ra. Đấy bạn coi nè, các bạn thấy khó hiểu không? Mình để cái giường mình kế bên cái tủ lạnh luôn bạn ơi. Đó, mấy bạn biết tại sao không? Là bởi vì á, Phong là một người có tâm hồn ăn uống. Mỗi khi mà Phong ngủ dậy á, là Phong phải đi ăn đi uống cái gì đó. Đó, mà mấy bạn biết món khoái khẩu của Phong là gì không bạn? Đây, xin giới thiệu với các bạn nha. Sữa vô mốt. Đó, nhìn thấy thích không bạn? Đây, sữa vô mốt. Mình là mình thưa thích nhất là hương vị cam luôn nha các bạn nha. Bạn nào thích vị gì của sữa dâu mốt thì nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Đó, mỗi buổi sáng sau khi mà Phong làm việc xong thì Phong sẽ uống một ít sữa dâu mốt nha. À, một cảm giác thật vô mốt. Ai, trời ơi, phê phê quá đi. Trời ơi trời. Ok, bây giờ tôi vô làm việc tiếp được luôn nè các bạn. Bạn thấy mình ghê không? À mà khoan, từ từ. Tính ra là hôm qua giờ mình làm việc nhiều rồi. Bây giờ mình nên đi ra ngoài hoạt động một tí, đi tập thể dục một chút, hiểu không? Đó, mới uống sữa vô mốt cho xong cái giờ gọi là có thêm năng lượng rồi đi tập thể dục nè. Ok, khoan, mình phải lấy thêm một hộp sữa để sau khi tập xong rồi mình sẽ uống. Ok, rồi đây tập thể dục nào. Hay, không biết hôm nay trong làng Hero Team có ai không ta? Ủa mọi người bên kia làm gì đông quá ta? Hình như mọi người đang ở bên đó đang chơi cái trò gì phải. Đâu để mình qua mình rủ mọi người đi chơi chung coi. À, mọi người ơi, hay quá trời ơi, cái sự kiện này hay quá mọi người ơi, hay quá. Ủa mọi người ơi, mọi người đang làm cái gì ạ? Hello Phong. Hello Phong, Phong làm gì đây Phong? Ủa mọi người đang làm gì mới đúng á, tự nhiên tôi thấy mọi người đứng đây la hét sầm bộ có trò gì vui hả, cho tôi chơi chung với. Trời ơi, em không biết gì hết trơn luôn hả, tính ra là từ sáng rồi mọi người đang tụ tập ở đây nè, nhìn đâu. Hả cái gì đây? Nhìn đâu các bạn nè. Nạp năng lượng vô. Thấy cái chữ gì trên kia không? Vô mốt. Vô mốt. Trời ơi, nè em cũng đang cầm hộp sữa vô mốt nè anh, trời ơi sữa này em thích uống lắm luôn á, ai uống không cho miếng à. Ôi, đúng rồi. Nè, em cho tham hợp nè. Tính ra nha, là cái sữa tôi mốt này nè, họ đang gọi là tài trợ cho một cái đại hội thể thao của làng Hero Team luôn. Hả? Cái gì? Tài trợ hội thao hả? Ui trời ơi, vậy là vô mốt biết Hero Team mình luôn ha anh, tài trợ cho bọn mình luôn. Trời ơi, vô mốt biết chứ sao không? Anh nói nghe là họ tài trợ nguyên cả cái giải thể thao đại hội thao của mình luôn. Và nếu như ai đạt giải nhất sẽ được tặng 100.000 kim cương luôn. Trời ơi, cái gì mà chơi lớn dữ trời, 100.000 kim cương cái gì mà ghê quá vậy? Đúng là sữa mà tôi thích nhất. Trời ơi, chơi lớn dữ. Ủa mà còn gì nữa không anh? Không chỉ nhá, không chỉ tặng kim cương luôn mà vô mốt còn nói là nếu ai mà đạt giải nhất á là được uống sữa vô mốt miễn phí 1 năm. Wow. Ui, trời ơi, cái này được nè. Trời, 100.000 kim cương có thể là Phong sẽ không cần nha, nhưng mà được uống sữa vô mốt 1 năm là chắc chắn là Phong sẽ cần rồi. Trời ơi, tôi thích sữa này lắm. Ôi vậy à, em đăng ký tham gia liền luôn nè. Có ai đăng ký tham gia chúng em không? Có ai tham gia không? Tham gia nè. Ủa, có mình tham gia nè. Trời ơi, tham gia đông vậy. Wow, trời ơi, tính ra là làng Hero Team của mình mọi người ai cũng muốn tham gia cái giải của Yomod hết bạn ơi. Trời ơi, cái giải thưởng hấp dẫn quá trời của đất nè, ai mà không tham gia đúng không? Thôi được rồi. Ủa vậy à, bây giờ chúng ta tham gia thì chắc là giờ mọi người phải về tập luyện hả? Đúng vậy. Cái này thì chắc là yêu cầu mọi người phải chuẩn bị thể lực thể thao là dồi dào sức khỏe. Ôi trời ơi, chết rồi, em từ trước giờ mặc dù là em là người cao to đẹp trai nhất trong team nhưng mà em không biết là em có tham gia được mấy cuộc thi này không nữa, tại vì em không biết là em có khỏe bằng mọi người hay không. Cuộc thi thể thao hả? Trời ơi, chắc là kỳ này mình phải về tập luyện rồi. Thôi giờ mọi người về tập luyện để mọi người đứng đây chi nữa. Ok. Đúng rồi, mọi người chuẩn bị kỹ nha, giải thưởng chỉ có một thôi. Hey, mọi người về để chuẩn bị tham gia cái đại hội thể thao này hết trơn rồi. Giờ chỉ còn có mỗi mình thôi. Không biết là mình có thể nào chiến thắng được hôm nay. 1 năm uống sữa vô mốt miễn phí luôn á trời. Hấp dẫn quá trời quá đất luôn á. Hey, thôi được rồi. Ủa, cái gì đây? Ủa, ở đâu ra một cái hộp sữa ở bên dưới đây vậy? Ủa, mà cái hộp sữa này nhìn lại vậy ta? Ui, trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè. Cái hộp sữa này nó có thể phát sáng được nè bạn ơi. Wow, đẹp dữ ta. Ủa, tự nhiên không có được cái hộp sữa phát sáng. Cái hộp này là gì ta? Ui, ôi trời, cái gì vậy? Ủa, bạn ơi, bạn là ai? Tự nhiên bạn xuất hiện bất ngờ làm tôi giật mình quá trời nè. Ủa, bạn là ai vậy?
giới thiệu với bạn, tôi tên là Mr. Yomot đến từ hành tinh Yomot. Hả? Cái gì? Mr. Yomot á? Ủa? Tính ra là từ trước giờ tôi chỉ uống sữa Yomot thôi chứ tôi không hề biết là có một bạn tên là Mr. Yomot luôn á. Ủa? Vậy là bạn là cái người biến ra từ trong cái hộp sữa hả? Đúng rồi. Tôi là người chế tạo những hộp sữa Yomot tràn đầy năng lượng này cho trái đất đó. Trời ơi, cái gì mà hay quá vậy? Ui trời trời, bạn đứng im cho mình coi coi. Wow, nhìn bạn ngầu quá, bạn đội cái mũ có chữ Yomot nữa kìa. Wow, trời ơi, nhìn bạn ngầu quá. Ủa mà khoan, tính ra bạn tới đây để làm cái gì? Hồi nãy giờ tôi bước anh hộp Yomot á, tôi nằm ở đây à. Tôi nghe hết trơn rồi, bạn muốn tham gia cái lễ hội thể thao nhưng mà thể lực bằng cây đúng không? Yên tâm, tôi có cách giúp bạn. Hả? Cái gì? Bạn có cách giúp tôi tham gia cái gọi là đại hội thể thao của Yomot hả? Mà cách gì? Cách gì á? Đó là chúng ta phải luyện tập và kèm theo uống sữa Yomot thì chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh. Ủa? Luyện tập hả? Ừ, tính ra là uống sữa Yomot á thì tôi nghe tôi thích thiệt á, nhưng mà luyện tập nữa hả? Trời ơi, sao mệt quá, có cách nào nhanh hơn không? Ây da! Nhanh, không có đường tắt đi đến thành công. Vì vậy chúng ta phải cố gắng kiên trì, ông hiểu không? Thôi được rồi, nói chung mà có bạn ở đây thì bạn giúp tôi thì tôi biết ơn bạn lắm luôn á. Vậy thì bây giờ tôi với bạn cùng nhau tập luyện nha Yomot. Đi thôi. Ok, đi thôi. Hey, đại hội thể thao hả? Tôi sẽ chiến thắng cái giải này và lấy được là, một năm uống sữa. Ok, đi. Yomot ơi, ta tới đây. Ủa, Yomot ơi, tính ra là cậu kêu rằng là cậu sẽ giúp tôi gọi là tập luyện để tham gia cái hội thao này đúng không? Đúng rồi. Ủa, rồi rốt cuộc bây giờ chúng ta tập luyện cái gì đây? Bây giờ là chúng ta, ông thấy mình đang đứng ở đâu không? Đúng hả? Vậy, là trường học. Ồ, chúng ta đang ở trường học nè. Ủa, nhưng mà tại sao không tập luyện ở trong nhà, ra ngoài trường học làm gì? Tại vì chỗ này nó rộng, bây giờ ông tập trong nhà không nó hẹp, chứ làm sao mà tập được. Đã muốn tập thể thao mà còn muốn tập đôi chật hẹp, ông rảnh quá ha. Đúng rồi ha, tập thể dục thể thao phải ra cái sân trường cho nó rộng như thế này chứ. Ui mà khoan, Yomot, tại sao ở trong trường học lại có cả sữa Yomot vậy? Trời ơi, sữa Yomot nổi tiếng dữ vậy luôn hả? Trời ơi, ông phải người nhà quê mới lên ông Dạ Phong. Hộp sữa Yomot này là nổi tiếng khắp thế giới luôn á. Mấy bạn học sinh hay uống hộp sữa lắm, vị ngon á, thử uống hộp đi. Không cần ông phải nói, tôi ngày nào chẳng uống sữa Yomot. Trời, nhà tôi tủ lạnh đầy sữa Yomot luôn. Mà cũng đúng ha. Tính ra mấy bạn học sinh á, thường thường nha là mấy bạn ấy phải học hành rất là nhiều, cho nên á là bạn ấy sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi luôn. Bởi vậy á cho nên là phải cần có sữa Yomot để có thể giúp cho những cái bạn học sinh á có thể nạp năng lượng sau giờ học mấy bạn ơi. Nạp năng lượng dầu, một cảm giác thật là Yomot. Mà khoan, giờ chúng ta thi gì trước giờ Yomot? Tôi nghĩ là trận thi đầu tiên á sẽ là cuộc thi chạy, nên là bây giờ ông tập chạy vòng với tôi. Trời, tập chạy hả? Trời, quá đơn giản. Tôi nói ông biết nha, ngày nào tôi cũng tập chạy hết trơn á, cho nên tôi mới cao to đẹp trai như thế này nè. Đó, bây giờ chạy quá đơn giản. Ôi ông chạy đi, cứ chạy đi, bây giờ ông chạy 100 vòng cho tôi. Hả? Cái gì? Ông tào lao, tự nhiên chạy 100 vòng mà chạy 100 vòng mà tôi té xỉu luôn ông nội. Ông biết, tôi không biết, ông có chạy tôi đây. Tập chạy là phải chạy, kiên trì lên. Chạy, tôi đếm giờ nè. 1, 2, 3, chạy. Rồi ok, làm gì mà bắt chạy 100 vòng dữ vậy trời. Chạy lên. Chạy lên. Tôi đang chạy đây. Hồi, nói chung là cũng bình thường mà, cũng dễ mà. 100 vòng, trời quá đơn giản. Ủa, ông chạy chúng tôi luôn hả? Chạy nhanh lên, ông không chạy nhanh là tôi đánh ông á. Ok, chạy. Hồi, bình thường, dăm ba cái trò chạy này tôi chạy được. Ông mà chạy chậm hơn tôi đánh ông nè. Chạy rồi. Trời ơi, tôi vẫn đang chạy nha. Ông đừng có quýnh tôi vậy nha. Quýnh tôi bỏ không tập luôn giờ. Ok, chạy nè. A few minutes later. Trời ơi, mệt quá. Tôi chạy rồi. Rồi ok, tôi chạy từ nãy giờ 20 vòng rồi Yomot ơi. Mới có 20 vòng mà. Chạy tiếp cho tôi. Thôi, tôi nói ông nghe nè Yomot ơi. Từ nãy tôi chạy nhiều rồi, tôi mệt lắm rồi. Ông cho tôi nghỉ tí được không? Thấy chưa, hồi nãy gáy cho cố vô, bây giờ chạy không nổi, mới có 20 vòng mà bây giờ ông chạy tiếp cho tôi đi. Rồi mệt quá. Tự nhiên không nhờ cái ông Yomot này, ông gọi là chỉ mình tập luyện chi cho đã, giờ ông bắt mình chạy bộ mệt quá bạn ơi. Nhưng mà Yomot ơi, tôi nói thiệt với ông bây giờ tôi sắp thở hết nổi rồi. Ông có cách nào giúp tôi chạy được hơn không, chứ tôi chịu không nổi. Trời ơi, thở không nổi sao không nạp năng lượng vô? Hả? Nạp năng lượng gì? Uống sữa vô nè ba. Trời, sao ông cái gì cũng uống sữa vậy? Rồi, được rồi, tôi uống sữa vô. Nạp năng lượng vô, một cảm giác thật Yomot. Hay. Tính
nay tôi cũng thấy khỏe khỏe vô mất rồi. Bây giờ ông không khỏe, ông quay chạy tiếp bà lại nói ông nghe nè. Ở trên đời này không có cái gì á mà ông muốn đạt được mà không có cố gắng hết trơn. Bây giờ ông không cố gắng, ông không bao giờ ông chiến thắng được đâu. Bây giờ chạy tiếp. Rồi ok, chạy tiếp. Cũng may là có sữa dâu mốt giúp cho tôi gọi là có thêm năng lượng. Ok, uống thêm hộp nữa chạy cho nhanh hơn nè. Ok, chạy tiếp nào. Ok, tôi sẽ cố gắng mà, yên tâm đi vô mốt. 2000 years later. Cố gắng lên, vòng thứ 99 rồi. Và vòng cuối cùng nè, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, 100 vòng. Ok, vô mốt đây, tôi đã chạy đủ 100 vòng rồi nè. Bây giờ tôi khỏe rồi nè. Hay lắm Phong ơi, mà cuối cùng bà là hoàn thành 100 vòng rồi. Đúng rồi, hoàn thành xong 100 vòng rồi nè. Bây giờ tập luyện cái gì tiếp đi. Từ nãy tôi uống nhiều sữa vô mốt lắm cho nên là tôi tràn đầy năng lượng rồi. Tập bao nhiêu được hết, tập tiếp đi. Đây là Minecraft, tôi nghĩ vòng thi sẽ có BBB. BBB đúng rồi, BBB. Bây giờ phải tập BBB cho tôi. Trời, BBB là gọi là sức mạnh đúng không? Quýnh nhau đúng không? Đúng rồi. Trời, tưởng cái gì chứ mấy cái này tôi làm được hết. Ông nhìn tôi đi, tôi to con, cao 1m8 và cực kỳ đẹp trai như thế này thì làm sao mà tôi thua được. Bây giờ tôi với ông solo rồi, nhà vô. Trời ơi, ông đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Bây giờ ông thử lấy một cây kiếm bất kỳ ra, ông lấy một cái vũ khí nào đó ông thích, ông tâm đắc với cái đây, ông BBB thử với tôi đây. Hả gì? Ông rủ tôi solo BBB hả? Sai. Đúng thông rồi. Báo cho ông biết trước, tôi là một trong những chùm gọi là chơi bad girl của Hero Team mà ông dám thách đấu với tôi hả? Thôi được, để tôi lấy vũ khí. Này thì Mr. Yomot, ông hãy xem đây. Đây chính là cây kiếm của tôi nè, hãy nhìn đi. Cây kiếm siêu bự luôn thấy không? Trời ơi, với cây kiếm này ha. Với cây kiếm này tôi có thể gọi là chiến thắng trong mọi trận BBB luôn. Trời, cây kiếm nó mà đòi ăn tôi hả? Ông mơ hả Phong? Ủa? Kiếm ông đâu? Lấy ra coi. Em tôi nè. Ôi. Trời ơi, cái kiếm đâu bé tí tẹo đâu. Ông phước ra tôi xem đây. Trời ơi, ông so sánh đi. Cái kiếm của ông với cái kiếm của tôi nè. Trời ơi, cái kiếm của ông nhìn bé tí tẹo. Ủa mà cái kiếm ông làm từ cái gì vậy? Làm từ hộp sữa ơi. Ông nữ hình người em nói ông biết nha. Đây là cái kiếm mạnh nhất của gia tộc vô mốt đó. Giờ ngon bê bê tôi thử đây. Trời ơi, tôi sợ quá. Tôi sợ rồi, tôi chém ông cái ông thua luôn á. Trời ơi, vậy giờ nhào vô nè. Chuẩn bị nha. Nhào vô. Ấy, hãy xem sức mạnh của Phong cận đây. Trời ơi, vô bot, cái kiếm của ông chắc chắn không phải làm từ hộp sữa đâu. Ông xạo đúng không? Làm sao nó có thể mạnh nó như vậy được. Tôi chém tính, chém có một cái tính, tôi đi luôn. Tính chắc làm từ hộp sữa. Này hộp sữa ông ấy hả? Nguyên hộp sữa vô bot nè. Trời ơi, ủa mà sao cái kiếm này nó mạnh dữ vậy vô bot? Trời ơi, nó mạnh là bởi vì nó được làm từ hộp sữa vô mốt, thì gia tộc vô mốt nó phải là chắc lọc trong 7749 ngày mới có được á. Trời ơi, tính ra là cái này nè, tôi thấy là nó có chiếu chiếu ánh sáng màu tím nè. Cái này là nguồn năng lượng đúng không vô mốt? Đúng rồi. Trời ơi, hàng gì nó khỏe vậy? Cái kiếm này có sức mạnh nguồn năng lượng của vô luôn. Trời ơi, ghê thiệt. Wow, ghê thiệt á. Ôi vô mốt. Vậy bây giờ ông có thể nào cho tôi mượn cái kiếm này để tôi thi đấu được không? Không. Ủa sao vậy? Cho ông mượn rồi ông lười luyện tập rồi sao? Ông phải luyện tập BBB trước tôi mới cho ông mượn. Ok, tôi sẽ luyện tập mà. Bây giờ ông chỉ cần gọi là cho tôi mượn cái kiếm này đi. Trời ơi, bây giờ tôi ông muốn lấy cái kiếm này ông mượn đúng không? Thì đầu tiên á là ông phải luyện tập trước đây. Hả? Luyện tập cái gì? Chỉ cần có cây kiếm này thôi là tôi đã có thể chiến thắng mọi trận đấu rồi. Chỉ cần một nhát thôi là mạnh ơi, là mạnh. Ơi ơi, cái đó là suy nghĩ sai lầm nha. Không phải là có cây kiếm này là trăm trận trăm thắng thôi nha. Sao? Tại vì á cây kiếm mày nó rất là nặng và người thể lực yếu xìu nha, không có nâng được đâu. Trời, ông nhìn nè, cái cây kiếm của tôi nó bự như thế này nè mà tôi còn cầm được, chứ huống hồ gì cái cây kiếm bé tẹo của ông. Vứt ra vậy hả? Thế bây giờ á, ông hãy luyện tập cho tôi nâng lên hạ xuống cây kiếm này 100 lần thử coi. Sợ dăm ba cái kiếm này tôi cầm thử nha. Ui, cái gì mà nặng vậy? Vừa cầm lên xong làm rơi xuống luôn vô mất đây. Từ. Ê, cái gì? Tao không chịu thua đâu. Ui, cái gì vậy? Sao lụm nó được vậy? Ủa vô mốt, sao cái kiếm của ông nặng như vậy? Nó bé tí tẹo mà nặng vậy, cầm lên cái làm rơi hoài luôn nè. Ui kìa. Ê, tôi nói với ông rồi, đó là bây giờ ông cứ luyện tập nâng lên hạ xuống 100 lần đi. Tôi sẽ ngồi đây, tôi cầm canh gác. Vậy hả? Ủa trời, thì ra cái cây kiếm này nó lại khỏe nó như vậy luôn các bạn ơi. Wow, đúng là kiếm vô mốt. Đúng là thôi, trên đời này không có cái gì mà không tập luyện mà có thể mạnh được hết các bạn ạ. Vậy chắc có lẽ là mình cần phải tập luyện nhiều hơn các bạn ơi, để mình có thể cầm được cái kiếm này. Cái kiếm này nó nặng quá, mình không thể nào cầm nó lên được. Ok được rồi, để tôi bây giờ là cầm nó lên xong thả xuống 1000 lần thì mới có thể cầm được nó đúng không vô mốt? Đúng rồi, nâng lên hạ xuống giống như ông đang tập tạ á. À, giống như là tập tạ vậy hả? Ok, cầm lên nè.
vứt xuống nè, trời nặng quá vô mất đây, tôi cầm không nổi luôn á, cầm nè, vứt xuống nè, ok. Đây, cầm đây không được rồi. Cầm nè, vứt xuống nè, ok, tôi sẽ cầm lên 1000 lần luôn. 5, ok, 6, trời nặng quá. Trời ơi, vô mất rồi. Một cảm giác thật là vô mất. Vô mất ơi, tôi mệt quá, tôi đã nâng lên nâng xuống đi kiếm này mấy ngàn, 100 lần mới được có 100 lần mà tôi sắp thở không nổi rồi. Trời ơi, cái kiếm nhà hiều vậy mà ông cũng nâng lên nâng xuống không được nữa, ông yếu à Phong ơi. Thôi bây giờ tôi nói ông nghe nè, từ sáng giờ tập nhiều mà tôi chưa có ăn gì hết trơn á, thôi giờ tôi ông đi kiếm gì đó ăn đi rồi tập tiếp được không? Ai, thôi được rồi, thấy ông cũng sáng giờ tập chăm chỉ mệt mỏi rồi, thôi đi giờ tôi dẫn đi siêu thị mua đồ ăn nè, đây tôi bao luôn. Ok ok, trời cảm ơn vô boss nhiều nha. Rồi, đến siêu thị rồi nè, ok chúng ta cùng nhau. Ê vô boss, tính ra tôi chưa vô, ông đóng cửa lại rồi. Lộn quen ta, này trời thì vô ta quá à. Trời ơi trời, bạn bè ông đó đóng cửa ông nhốt tôi luôn. Ok rồi, đi lên đây, nào. Lên đây. Ngày trên đây có một quán hàng ngon lắm, chợ quán ruột của tôi luôn á. Chào quý khách đã đến với nhà hàng vô mod. Yeah. Dạ, dạ chào anh, chào anh. Yeah bro, yeah. Ok, ủa mà nhà hàng này bán gì ăn vậy vô mod? Nhà hàng này hả, ông thấy ở nhà hàng này có bán rồi là cái gì cũng bán hết. Ồ vậy hả? Ê anh ơi, anh cho bọn em đồ ăn thì chắc là ăn gì ta? Ê vô mốt tụi ông ăn gà quay ha. Gà quay hả? Ừ cũng được á. Ok à, cho bọn em là 2 con gà quay nha, chơi với anh bạn em. Ông muốn gì dạ, có liền luôn quý khách, có liền đưa quý khách. Quý khách chỉ cần lựa chỗ thôi, em sẽ đưa món tới liền. À đây đây, bọn em ngồi bàn này nè anh. Quay qua đây anh, chỗ này nè. Dạ đây, gà của quý khách đây. Gà quay. Ờ vô mốt, ông uống gì? Ờ tất chi là sữa vô mốt trời. Ok, dạ, sữa vô mốt đúng không? Dạ bên em có sữa vô mốt luôn. Trời bên em có sữa vô mốt luôn mấy anh. Dạ, đây. Cảm ơn. Trời anh nhân viên dễ thương quá à. Cảm ơn anh nha. Ok, rồi. Thôi, vô mốt tụi ông cụm ly nào. Cụm ly. Yes, rồi uống nào. Nạp năng lượng vô. Một cảm giác thật là vô mốt. Thôi ăn đi anh. Thôi ăn ơi, đợi xíu nữa có sức đi tập tiếp. Ôi giờ mốt đây, tính ra là tôi cảm thấy hồi hộp quá à. Không biết là tôi có thể gọi là có được sức mạnh năng lượng của vô mốt hay không đây. Tôi lo quá. Ông yên tâm, có tôi luyện tập rồi thì chắc chắn ông sẽ mạnh như vô mốt mà. Anh ơi, cho thêm gà đây. À, dạ cho được. Thêm sữa nha. Dạ được, dạ được, dạ đây sữa của quý khách này ạ. À. Dạ. Rồi, cảm ơn anh, ok. Nào, uống nào vô mốt ơi, cụm ly. Cụm ly, woo. 3 days later. Cái gì vậy? Cái gì vậy vô mốt tạo? Ông làm cái gì hả? Trời, tôi đang ngủ mà ông làm gì? Ông la lối em sờm vậy cái vô mốt này. Trời ơi, ngủ gì mà ngủ nữa. Trời, chưa chặt rồi. Bây giờ người ta ra ngoài, người ta báo danh đến ta thi một đống rồi kìa. Hả gì? Đến ngày thi hả? Ừ. Ôi trời ơi, tôi mệt quá à. Chắc nay thi không nổi quá vô mốt ơi. Tôi cảm thấy người tôi yếu à, không tràn trời năng lượng gì hết trơn á. Thi không nổi gì, ông muốn bỏ 100.000 nhiệm cương với mấy ông sửa vô mốt hả? Ôi tôi muốn thi lắm chứ, nhưng mà tôi thấy mệt quá. Tại mấy ngày trước tôi với ông gọi là tập luyện cái kiểu á, cho nên mệt lắm. Uống vô. Trời, cái gì mà ông cho tôi quá trời sữa vậy? Một cảm giác hơi vô mốt. Uống đi. Ok. Ừ đúng rồi ha. Tính ra mệt mỏi thì có sữa vô mốt mà. Quên mất. Ok, để tôi uống nè. Nạp năng lượng vô. Một cảm giác thật vô mốt. Trời, phê quá phê luôn. Ok. Đây. Ok, trời. Không ngờ cái ngày thi lại đến nhanh như vậy luôn á. Ui trời. Trời vô mốt đây, ông coi nè, cái gì đâu mà cái làng mình gọi là thay đổi gọi là chỗ này chảy cái thảm màu cam với màu xanh nè, vô mốt. Wow. Trời, người ta đã gọi là lễ hội thể thao rồi trời. Wow, quá trời banner các kiểu luôn vô mốt ơi. Ui, vậy là bây giờ mình đi đến chỗ mà thi đấu hả? Đúng rồi. Đi. Ôi, tôi hình như tôi nhớ là thi đấu ở bên trường học hay sao á, qua đó đi, nhanh lên. Trời ơi, tính ra mọi người tập trung ở đây đông quá à, vô mốt ơi. Ủa mà vô mốt, giờ mình thi gì vậy vô mốt? Mở cái mũ đi vô trước đi cha. Hả? Cái mũ gì đây? Mấy người bây giờ ông đội mũ vô nó mới cho thi đâu, không đội mũ nó không cho thi đâu. À, cái mũ vô mốt, ơi cái mũ này y hệt cái mũ mà ông đang đội nè. Ok, để tôi đội lên, ok. Wow, trời ơi, tôi đội cái mũ vô xong nhìn tôi đẹp trai quá à, vô mốt ơi. Quá trời đẹp trai luôn nè. Ok. Đẹp trai liền. Ủa mà cái phần thi đầu tiên là thi gì vậy vô mốt? Phần thi đầu tiên là phần thi xây dựng hộp sữa vô mốt. Hả? Xây dựng hộp sữa vô mốt hả? Ui, trời ơi, cái này
cái này là trúng tủ của tôi rồi Yomot ơi. Tính ra nha là ngày nào tôi cũng uống sữa Yomot hết, cho nên là ha là tôi biết hình cái hộp sữa như thế nào, chắc chắn là tôi sẽ xây đẹp nhất rồi, tôi thắng chắc rồi. Ok thôi, thi hay, để mình xem coi hộp sữa Yomot ra, để mình nhớ lại hình ảnh của cái hộp sữa coi. Rồi ok, nhớ rồi. Ủa gì đây dịch? Ai vậy? Ông có uống sữa Yomot không? Mà ông có bao giờ uống sữa Yomot chưa mà ông xây được hộp sữa? Nhà quê, hỏi gì mà hỏi, cả cái chai đất người ta uống sữa Yomot lâu rồi. Trời ơi, hóa ra dịch cũng là người thích uống sữa Yomot giống tôi hả? Ok, thôi mọi người xay hết trơn kìa, ok để mình xay rồi. Sữa Yomot thì là cái hộp sữa thì sẽ có màu cam mấy bạn ơi. Ok, thì mình sẽ xay màu cam nha. Đây, mình sẽ xay ra như thế này. Đó, xay ra nha bạn, đầu tiên mình sẽ xay cái hộp sữa trước nè. Hay, tính ra là mình đã xây xong cái thân của hộp sữa rồi nè các bạn ơi. Nhưng mà cái hộp sữa không thể nào mà nó chỉ có màu cam như thế này được. Trên hộp sữa là phải có thêm cả chữ Yomot nè, rồi có thêm hình ảnh các kiểu nữa. Đây đây các bạn coi nè, giống như cái banner nè, bạn thấy không? Đó, cái hộp sữa ta đẹp như thế này nè, chứ đâu phải là cái màu cam như thế này đâu. Nhưng mà mình xây á thì mình xây kém lắm. Có cách nào để có thể tốt hơn? Hả gì Yomot? Gì? Nói nha. Gì? Đây. Hả? Sao? Tao nhỏ thôi. Cái gì? Âm hộp sữa lên. Ủa, âm đưa tôi hộp sữa làm gì ạ? Uống vô tăng sức sáng tạo. Đúng rồi, uống sữa Yomot tăng thêm sự sáng tạo. Đúng rồi. Uống sữa Yomot nè. Một cảm giác thật Yomot. Trời, ủa mà bây giờ ý tưởng không? Nè, cho ông nè, giờ cầm hộp sữa lên, coi xong vẽ heo đi. Hả? Cái gì? Vẽ hả? Ủa tính ra cái đúng này rồi. Là cuộc thi xây mà đâu được vẽ đâu. Đâu ai cấm mình vẽ đâu trời. Ừ ha, tính ra trong cuộc thi này chỉ bảo rằng là sẽ xây rồi làm bất cứ gì cũng được, miễn là ra thành hình hộp sữa thôi, chứ đâu có ai nói là không được vẽ đâu đúng không? Đúng rồi, tôi phải chống bảo vệ tôi mới vô đây á. Thôi giờ ông thi tôi dần trời. Vậy tính ra á bạn, là cái cuộc thi này á là cần phải có sự thông minh và sáng tạo nữa bạn ơi. Đó trời ơi, tính ra được quyền vẽ mà mọi người ở đây không ai biết hết. Trời ơi. Ừ ha, tại sao mình không biết ta? Ok, mình sẽ bấm vào đây nè, sau đó mình sẽ vẽ nha các bạn nha. Ok, bây giờ tôi sẽ vẽ hộp sữa Yomot nha các bạn. Ok. Khoan từ. Trời, hộp sữa ra, nhìn hộp sữa vẽ theo nè. Ok, rồi vẽ. Rồi tô màu cam vô nữa là sắp hoàn thành xong rồi bạn ơi. Từ nãy giờ mình vẽ mất mấy tiếng đồng hồ luôn, không biết là hộp sữa mình sẽ như thế nào đây. Xong nè. Ok. Wow, trời ơi, bạn nhìn hộp sữa của mình nè bạn ơi, đẹp chưa? Y hệt như là hộp sữa thiệt luôn. Ui, tính ra là tài năng vẽ tranh của mình cũng đỉnh cao ghê luôn á bạn. Xịn quá xịn. Ôi, trời đất ơi, Phong vẽ đẹp như Phong. Trời đẹp không? Tôi vẽ từ nãy giờ mất mấy tiếng đồng hồ luôn á, ghê không? Wow, trời ơi, Phong vẽ đẹp quá, còn tụi mình xây phèn quá. Ủa, Cái ơi, bộ ông không biết rằng là khi mà mình xây nhà thì mình cũng có quyền được sơn cái nhà lên hả? Bây giờ nè, tôi cho ông mượn nè, sơn đi. Mọi người ơi, chúng ta được quyền sơn nhà nha, cho nên mọi người sơn tô đẹp cho thế này nè. Mọi người đừng có xây không, hiểu không? Phải sáng tạo lên. Ok. Rồi làm đi, tôi xong rồi đó. Wow, trời ơi, mọi người, tính ra mọi người vẽ cũng đẹp dữ ta. Cái đó vẽ y hệt cái hộp sữa tôi luôn nè cái. Đẹp vậy? Trời đất ơi, tôi á, hên mà có Simi chỉ tôi vẽ chứ không á, tôi cũng không vẽ được luôn á. Ồ, Simi vậy ông vẽ hả? Ui, Simi cũng vẽ nè. Ui, đẹp vậy Sim. Xin thông báo với tất cả những người chơi, phần thi xây dựng đã kết thúc. Người chiến thắng trong vòng này chính là Phong Cận, Mr. Dịch, Kairon và Simi. Kamui, Mimi, Sammy bị loại. Ủa? Thì nhà của tôi cũng đẹp mà. Ủa? Sao mà Sammy với lại Kamui không chịu vẽ đi? Trời, vẽ như thế này nè. Vẽ không có được nè, vẹo trừ luôn á. Ôi, tội nghiệp Sam quá. Thôi không sao đâu Sam. Tí nữa tôi giành được chiến thắng, tôi sẽ gọi là chia cho Sam sữa Yomot uống chung ha. Chia kim cương luôn. Con gái mà không biết vẽ. Này, tào lao ông dám ăn hiếp Sam tôi hả Yomot? Ok, thôi được rồi. Vậy là coi như phần thi này mình đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi. Không biết phần thi tiếp theo sẽ là cái gì đây. Ôi, tính ra anh Dịch cũng vẽ đẹp quá nè. Cái hộp sữa của anh Dịch nó có màu vàng hơn màu của hộp sữa mình các bạn ơi. Wow, nhưng mà Dịch vẽ cũng đỉnh phết. Ok, để xem phần thi tiếp theo là gì nào. Bây giờ tiếp tục sẽ là phần thi PVP hả ta? Trời ơi, mình lo quá các bạn ơi. Mình yếu đuối như thế này thì làm sao mà có thể PVP thắng được mọi người đây? Hay từ trước giờ tôi chỉ biết làm YouTube rồi sau đó quay video đăng lên cho các bạn xem thôi, chứ tôi đâu có biết gọi là đánh nhau đâu, mà bây giờ có cuộc thi PVP nữa. Chết rồi, hôm nay mình thi đấu với Kairon hả ta?
Xin trân trọng thông báo với bạn, trời ơi, ngày hôm nay cuộc thi này mình sẽ là người chiến thắng. Bạn thấy vũ khí của mình không? Vũ khí của mình được làm bằng móng chân của khủng long đó. Quất một cái thôi là bạn xong rồi đó. Trời ơi, cái gì mà ghê vậy? Trời ơi, bạn ơi, bạn nhìn kìa, vũ khí của Kairon là nguyên cái cây rìu to đùng luôn. Ai, lo quá bạn ơi. Ai, giờ sao đây ta? Ủa, hình như vô mod đang cổ vũ cho mình mấy bạn ơi. Phong ơi, cố lên, Phong ơi, cố lên. Kairon thua cuộc, Kairon thua cuộc. Phong ơi, vô địch, Phong ơi, vô địch. Oh yeah. Trời ơi, cảm động quá, cảm ơn vô mod đã cổ vũ cho tôi nha. Yên tâm đi, tôi sẽ giành chiến thắng mà. Đây chính là thanh kiếm mà vô mod đã tặng cho mình. Mình sẽ sử dụng thanh kiếm này để chiến thắng trong trận đấu này. Kairon à, tôi không có sợ ông đâu. Ông đừng có tưởng là cái cây kiếm làm bằng móng khủng long của ông là mạnh bằng cây kiếm làm bằng hộp sữa của tôi nha. À, có ngon thì nhào vô đi anh bạn. Được, vậy hãy xem sức mạnh của tôi đây. Đầu tiên là phải uống sữa trước cái đã. Mình phải uống sữa vô mod vô để lấy năng lượng, để có thể gọi là tiếp thêm sức mạnh cho mình các bạn ơi. Uống nào. À, nạp năng lượng vô, một cảm giác thật là vô mất. Khỏe quá, khỏe quá. Bây giờ Kairon đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng luôn bạn ơi, mời thì, bạn. Thì bây giờ thì nhào vô thôi. Nhào vô rồi. Đè. Phong cận nè, phong cận nè. Đau chưa, đau chưa? Đau, tôi mà sợ ông hả? Muốn tôi luôn hả? Đau rồi, đau rồi. Đau. Thấy được sức mạnh của cây kiếm vô mod của tôi chưa hả? Hãy xem đây. Nhưng mà làm sao mạnh bằng tôi được? Đứng lại đây. Cài rồi. Mình đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi. Yeah. Trời, một cảm giác thật là vô mod. Trời, đúng là cây kiếm vô mod của bạn vô mod khỏe gây luôn á trời. Ơi vô mod đây, tôi thắng rồi nè. Ghê quá Phong ơi, đó đối với ông mà. Chúng ta sẽ chắc thắng mà, cài con gà. Nhầm. À trời ơi, sữa vô mod ngon quá. Ơ vô mod, tôi trả ông nè. Nhầm. Vô mod, tôi trả ông cái cây kiếm mà ông cho tôi nè. Đây, cái cây kiếm này khỏe ghê luôn vô mod. Tính ra nhờ nó mà tôi mới giành được chiến thắng á. Cảm ơn ông nha. Rồi tôi đối với ông hồi kia bất khả chiến bại mà giờ ra đánh với ông Dịch còn hắn nữa. Trời ơi, ủa mà bây giờ trận đấu tiếp theo là sẽ là mèo Simmy với Mr. Dịch hả ta? Trời ơi, tính ra mèo Simmy là con gái mà làm sao mà chiến thắng được Mr. Dịch đây ta? Ơ vô mod, ông nghĩ là ai sẽ giành chiến thắng? Tất nhiên là Dịch rồi, ông nhìn Dịch đi rõ ràng. Điều đầu tiên tôi thấy Dịch là anh trai, đúng không? À, thứ hai, ông chơi chắc kết, ông cầm khiên với nguyên cái hương dài, làm sao Simmy hắn được. Trời ơi, Mr. Dịch là con trai, quấn con gái rồi trời. Lưu. Thôi rồi, bây giờ để xem coi. Bây giờ để xem coi Mr. Dịch với mẹ Simmy gọi là solo ai sẽ thắng nha. Ok. Rồi, hình như trận đấu bắt đầu rồi kìa, vô mod đi. Trận này ta sẽ thể hiện kỹ năng tuyệt kỹ của ta, đó là siêu năng lực quấn phụ nữ. À, giờ thấy cái gọi là cái rìu em đang cầm trên tay, em sẽ dùng em sẽ bổ anh ra hai mảnh luôn. Trời ơi, căng thẳng quá. Khí càng lông, nào, lên đi. 3, 2, 1, yeah. Move, Simmy. Ôi trời ơi, quấn nhau căng thẳng quá. Ủa Sim ơi, sao Sim chạy vậy Sim? Đó. Trời gì rồi. Trời ơi, mấy bạn ơi, ông Dịch ông khỏe quá bạn ơi, tính là ông chém có mấy cái thôi là mèo Simmy rồi chết queo luôn. Trời ơi, gì mà ghê vậy. Dịch bắt nạt mình mọi người ơi. Thay đổi em phải ăn nè. Yeah. Ôi trời ơi, Mr. Dịch thắng rồi. Vậy là trận tiếp theo tôi sẽ phải thi đấu chung với Mr. Dịch đó vô mod ơi. Tôi sợ quá à. Ông yên tâm. Ông Dịch này dăm ba, ông Dịch chỉ cần có kiếm vô mod ông xử được hết. Ai, tôi không biết trận đấu tiếp theo á là sẽ là tham gia gọi là cuộc thi gì đây nè. Tôi lo quá nè. Chỉ còn có mỗi mình tôi với Dịch à. Ai, để xem coi tiếp theo là sẽ thi cái gì đây. Wow. Trời ơi, tính ra cuộc thi tiếp theo sẽ là cuộc thi chạy đua sao? Hàng gì hồi sáng nay mình thấy cái làng Hero Team của mình chạy mấy cái tấm thảm này ra, hóa ra tấm thảm này là để chạy đua. Ai, đúng ý mình luôn các bạn ơi. Mấy ngày nay nè, mình và vô mod đã tập luyện với nhau chạy đua rất là nhiều luôn. Mình biết chắc chắn là sẽ có gọi là phần thi chạy đua mà, cho nên là mình và vô mod đã tập luyện rất là nhiều rồi. Kỳ này mình thắng chắc rồi. Rồi để coi ông Mr. Dịch ổng như thế nào ta. Ủa, Dịch đứng đó làm gì vậy? Không ngờ trận thứ hai này kẻ đối mặt với ta lại là Phong Cận. Quá dễ, trời ơi. Ê ông Dịch kia, ông đừng có gáy nha. Ông là con Dịch chứ đâu phải là con gà đâu mà ông gáy như vậy hả? Mà ông là Dịch chắc ông chạy chậm lắm gì đúng không? Ông đâu có luyện tập gì đâu. Vậy thì Phong Cận TV lại không biết siêu năng lực thực sự của Mr. Dịch rồi. Dạo thời gian gần đây anh mỗi ngày ăn 100 cái chân Dịch. Và sau 10 ngày hãy nhìn kết quả đây. Hi cha, lên. Trời ơi, cái gì mà Dịch
anh Vịt chạy nhanh dữ vậy Vịt? Ủa? Hả? Anh chân vịt để chạy nhanh như vịt. Mỗi ngày ăn 100 cái chân vịt, cho nên là bây giờ chạy nhanh như con vịt luôn. Cái gì mà ghê quá vậy? Vèo 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 luôn à. Đó, Phong làm sao mà thắng được? Trời ơi, mình cảm thấy lo á bạn ơi, không biết là mình có chiến thắng được trận đấu này hay không đây. Ôi, lo quá à. Phong ơi, cố lên, tên là Vịt trình độ cũng ngang gà thôi. Cố lên Phong ơi, ông hắn chắc rồi. Phong ơi, cố lên nha, tôi nhảy rất là mỏi nhưng cố lên nha. Tôi cố ăn, tôi nhảy để cổ vũ ông nè, Phong ơi. Cố lên đi ông nào, tôi sẽ tặng ông 5 lốc gọi là sữa do mốt luôn. Yeah, yeah, yeah. Trời ơi, cảm ơn mọi người nha, tôi cảm động quá à. Không ngờ hôm nay mọi người đến đây để cổ vũ tôi đông đến như vậy luôn á. Tôi nhất định sẽ cố gắng để giành chiến thắng mà. Vịt ơi, cố lên, Vịt mà thua là tôi bắt đền ông, là tôi sẽ phát phạt ông đó. Cố lên nha, đừng có để thua nha. Vịt ơi, cố ơi, Vịt mà thua là em đòi tiền 100 con vịt ngày hôm qua đó. Cố lên đây. Yên tâm đi, trời ơi, tôi chắc chắn là chiến thắng mà. Không cần núp lắm, tôi chạy nhanh quá trời đất luôn nè. Phần thi của chúng ta sẽ được phép bắt đầu trong... Ồ, hình như là chuẩn bị thi rồi các bạn ơi. Hay, mình phải cố gắng mới được. Trước khi thi thì mình phải uống sữa vô mốt vô, giống như là vô mốt đã nói với mình vậy đó. Ok, uống vô nào. À, nạp năng lượng vô. Một cảm giác thật vô mốt. Ok. Các thí sinh hãy tập trung, chúng ta sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy. Vịt ơi, ông chạy chậm thôi. Chờ tôi với. Trời mấy bạn ơi, ông Vịt chạy nhanh quá. Cố lên, cố lên, cố lên. Chạy đuổi theo anh đi Phong ơi, hít khói đi. Thắng rồi. Trời, cố lên Phong ơi. Mình đã cố gắng tập luyện rất là nhiều rồi, mình không thể nào thua được. Trời, mệt quá, mệt quá. Ông Vịt này, ông chạy nhanh quá các bạn ơi. Không biết là có thắng được hay không đây. Nhưng mà không sao, vì vô mod mình phải cố gắng. Mình phải cố gắng hết sức vì một năm được uống sữa dâu mốt miễn phí một và 100.000 kim cương. Cố gắng lên nào. Hay, từ sáng đến giờ bán chè yếu quá à. Không có ai mua hết trơn cho. Có ai mua chè không? Bán chè đây, bán chè đây. Ai mua chè không? Ê, sao thắng rồi, sao thắng rồi, sao thắng. Ui, bên này có cái hàng gì bán đồ ăn ngon dữ rồi trời. Ô, hàng bán chè, trời ơi ngon quá. À quên, mình đang thi mà ta. Hey, không được, bây giờ mình phải chạy về đích. Nhưng mà hình như Phong cận chạy chậm lắm. Hey, giờ sao ta? Hay là mình ghé vô làm cốc chè đi. Đằng nào mình cũng chạy ăn Phong cận quá trời đất rồi. Ngồi ăn hết 3 ly chè khi Phong chưa tới đó. Chị ơi, cho 1 ly thập cẩm ít đá. Ôi, thôi, chào quý khách, muốn ăn bao nhiêu ly ạ? Trời ơi, chị ơi, mạnh dạn cho em 10 ly chè chị. Tất cả loại nào ngon nhất cho em hết đi. Có ngay đây ạ, quý khách chờ em tí nha. Đây, chè ngon nè, chè. Múc chè này, đây, của quý khách đây ạ. Đó, của quý khách đây nha, 10 ly chè luôn. Bao, trời ơi, 10 ly chè luôn, nếm thử coi. Nhầm. Ui, ngon quá chị ơi, trời ơi, chè ăn ngon quá trời đất luôn. Cho em ly nữa. Trời, ăn chi nhiều dữ vậy anh trai. Không sao, anh trai ăn bao nhiêu là em có bấy nhiêu đây anh ơi. Đây, của anh Tóc đây. Nhầm. Trời ơi, chè ngon quá. Sáng giờ bạn đi thi đang uống gì hết trơn đâu. Trời ơi, giờ được ly chè vô cảm thấy nó thương gì đâu. Làm lẹ chị ơi, ly nữa. Trời ơi, chị ơi, chè nấu từ cái gì mà ngon quá vậy? Trời ơi, tôi nấu mà anh trai. Trời ơi, nấu từ cái gì mà ăn thơm quá vậy? Trời ơi, ngon quá nè. Ủa, nước có dừa hả? Đúng rồi. Nhầm. Trời ơi. Ngon quá trời. Ủa, sao cái tiếng này đâu ghê ta? Ủa, cái tiếng đâu vậy? Ủa, từ cái bụng mình hả? Ai, trời ơi. À, chị ơi, sao đau bụng quá vậy? Hả, gì đau bụng gì? Trời, cái chè này chị nấu, chị để bao lâu vậy? Trời ơi, chè này tôi mới để nó có 2 tháng chứ nhiêu đâu, làm sao mà đau bụng được? Anh trai nói gì kì vậy? Ê, trời ơi, gì mà 2 tháng là nữa trời. Trời ơi, gì mà chè nấu 2 tháng mới bưng ra cho khách ăn này. Chết, tôi rồi. Ui, toilet rồi. Cố lên, mình sắp giành được chiến thắng rồi. Nhất quyết không bỏ cuộc. Trời ơi, mệt quá. Mà chưa. Ủa, ăn chè không em? Chè này chị vừa mát này, vừa lạnh mà lại vừa ngọt nữa. Ăn chè đi em. Chè hả chị? Trời ơi, em cũng thích chè lắm. Nhưng mà thôi chị ơi, em đang thi đấu một cái cuộc thi thể thao của Yomot, cho nên á là em không có ăn được đâu. Với lại em có sữa Yomot rồi, em thích uống sữa Yomot hơn. Cảm ơn chị nha. Trời ơi, tiếc kìa, lại mất một khách rồi. Thôi được rồi, uống sữa Yomot vô và tiếp tục gọi là chạy tiếp nào bạn ơi. Nạp năng lượng nào. Nạp năng lượng
dầu. Một cảm giác thật dầu mod. Chạy tiếp thôi, cố gắng lên. Mặc dù là ông dịch ông chạy nhanh hơn mình, nhưng mà mình nhất quyết là mình không bỏ cuộc đâu. Dù có thua chăng nữa, mình cũng phải cố gắng để có thể gọi là hoàn thành được phần thi này. Không thể nào bỏ cuộc được, không bao giờ bỏ cuộc. Cố lên nào. Trời ơi, đau quá trời đất ơi. Toilet trời ơi. Không gì thoải mái mà đi toilet kịp thời luôn trời. Ngồi đây phê. Còn ủa con cuộc thi sao? Ủa mới lại thi chạy mà ta. Chết rồi. Đi thi chạy. Ai trời đau bụng quá trời. Này sao thi được trời trời ơi. Chắc phải bỏ thi quá trời đó. Trời ơi mệt quá. Từ nãy giờ chạy mà không thấy ông Mr. Dịch đâu hết ta. Nhưng mà không sao, cũng may là mình có sữa dâu mod ở đây, cho nên là mình có thể cung cấp thêm năng lượng cho mình. Từ nãy đến giờ ha, mình cứ mệt cái mình lại uống sữa dâu mod à. Ui, hình như là đích đến bên kia rồi. Ui, vậy là mình sắp về đích rồi. Nhưng mà chắc là ông Dịch ổng về đích trước mình rồi, tại vì mình chạy chậm hơn ổng mà. Nhưng mà thôi không sao, mình vẫn không bỏ cuộc. Như vậy là cũng là vui lắm rồi. Ok, tới đích rồi. Yeah. Ủa, ông Mr. Dịch đâu? Ủa vô mod ơi, ông Mr. Dịch đâu rồi vô mod? Hay quá, Phong ơi, ông thắng rồi, yeah. Ủa cái gì, tôi thắng hồi nào, tính là tôi chạy chậm hơn ông Dịch nữa mà, sao tôi thắng được? Ủa ông không nghe ông báo hả, trời, ông Dịch đó đang chạy, gọi là kinh trường, ông chạy chậm lại xong mà dừng lại ăn kè luôn, thế là giờ bị đau bụng, bỏ cuộc thi rồi, đáng đời người khinh thường người khác, ông chỉ đua nghiêm túc, hè ông thắng ơi, yeah. Ủa khoan, vậy là tôi giành được chiến thắng này hả? Tôi đúng được cấp 1 hả? Yeah, trời ơi bạn ơi, mình thắng rồi bạn ơi. Đó mấy bạn thấy không, anh Dịch gọi là không chịu thi nghiêm túc, gọi là xem thường người khác, cho nên là giờ Dịch thua mình rồi, các bạn thấy không? Vậy là mình giành được chiến thắng rồi. Ở vô mod đây, vậy là tôi sẽ được 100.000 kim cương và được 1 năm uống sữa vô mod miễn phí luôn á. Kỳ này tôi với ông tha hồ uống sữa luôn vô mod ơi. Yeah. vui quá. Xin mời người chơi Phong Cận tiến lên phía trước để có thể nhận giải thưởng 100.000 kim cương và uống sữa vô mod miễn phí 1 năm. Yeah, mấy bạn ơi, mình là người giành được chiến thắng mấy bạn ơi. Vậy là bây giờ sữa vô mod đã thuộc về mình rồi. Mình sẽ có được 100.000 kim cương và 1 năm uống sữa vô mod miễn phí luôn. Yeah. Trời ơi, vui quá. Wow. Buồn quá mọi người ơi, buồn quá, mọi người ơi, buồn quá. Ôi trời ơi, mọi người đừng có buồn mà. Tôi thắng rồi tôi sẽ chia giải thưởng cho mọi người yên tâm nha, để tôi xem coi đây. Wow, trời ơi, quá trời sữa vô mod luôn bạn ơi. Trời ơi, kỳ này là uống không hết luôn á bạn ơi, quá trời sữa luôn. Trời ơi, đã quá. Còn bên đây là cái gì đây? Kim cương. Trời ơi, nhiều kim cương quá à. Kỳ này là tôi giàu to rồi bạn ơi. Yeah. Thôi mọi người ơi, mọi người đừng có buồn nha. Đây, để tôi chia sữa cho mọi người uống nè. Ok, lấy sữa nè. Đây. Đâu, có chia. Đây. Sữa của mọi người nè. Uống sữa đi. À, Dịch ơi, anh đừng... Dịch ơi, anh đừng khóc nè anh. Uống sữa vô mod đi cho đầy vui vẻ nè anh. Uống đi, uống đi. Đã nghe ra là mình được hưởng 100.000 kim cương mới uống sữa vô mod rồi. Tại cái bà bánh trẻ. Tôi hận bà bánh trẻ. Thôi anh đừng buồn mà uống sữa vô mod vô cho cảm giác thật vô mod nào. Ok, chúng ta cùng nhau uống nào. Nhầm. Một cảm giác gì nào vô mod?